Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của vẻ đẹp hay cái đẹp. Ý nghĩa thực sự của cái đẹp là gì? Vẻ đẹp đích thực là trạng thái chân thực và chân thành theo cách mở rộng tình yêu cho bản thân và người khác. Cảm giác như thật, an toàn, sống động, vui tươi, trôi chảy, chân thực, sống động. Và điều này không có nghĩa là vẻ đẹp không bao giờ liên quan đến quần áo, tóc tai hay cơ thể hay khuôn mặt của chúng ta. Cái đẹp cho bạn là gì? Cách bạn đã sống được phản ảnh trên khuôn mặt, cơ thể và làn da của bạn. Vì vậy, nếu bạn nỗ lực sống hàng ngày với tinh thần tốt, bạn sẽ trở nên xinh đẹp. Đối với tôi, vẻ đẹp đến từ bên trong và tỏa ra thế giới, không cảm thấy thoải mái với làn da của chính mình. Và chắc chắn về bản thân thì bạn không thể xinh đẹp được. Đặc điểm của vẻ đẹp là gì? Nét đẹp đích thực. Người đẹp có lòng tự ái và lòng tự cao. Người đẹp để mắt trong làn đường riêng. Người đẹp thanh minh và thừa nhận sai lầm của chính mình khi nên làm. Người đẹp đối xử tử tế và chân thành với người khác. Người đẹp luôn giữ tư tưởng cởi mở. Người đẹp thật can đảm. Các kiểu làm đẹp là gì? Phụ nữ thường thể hiện vẻ đẹp từ 3 lĩnh vực. 3 loại vẻ đẹp này là dễ thương, ngắn gọn và nóng bỏng. Kiểu đẹp đầu tiên là dễ thương. Dễ thương liên quan chủ yếu đến sự ngây thơ và tò mò. Tại sao vẻ đẹp lại quan trọng như vậy? Vẻ đẹp có sức mạnh khơi dậy khát vọng và đam mê, do đó trở thành động lực để chúng ta đạt được ước mơ. Trong cuộc sống chuyên nghiệp của chúng ta, với tư cách là nhà thiết kế thời trang, chúng ta thường coi vẻ đẹp như một biểu hiện thể chất. Nhưng cái đẹp cũng có thể là một sức mạnh tình cảm, sáng tạo và tinh thần sâu sắc. Nó rất là đa hình. Tại sao cái đẹp lại gắn liền với đạo đức? Đầu tiên, vẻ đẹp trấn an chúng ta rằng thiên nhiên có thể phù hợp với các mục đích đạo đức phổ quát, và do đó giúp chúng ta tránh rơi vào tình trạng tuyệt vọng về đạo đức khi đối mặt với sự thờ ơ của thiên nhiên đối với đạo đức. Như vậy, tu dưỡng tính có thể giúp chúng ta nhận biết cảm giác đạo đức gắn liền với hành động đạo đức đúng đắn. Cái đẹp có gắn liền với đạo đức không? Nói một cách đơn giản, vẻ đẹp không nằm trong mắt người xem. Tương tự bản thân đạo đức dựa trên đức tính là khách quan. Vì vậy, bằng cách mở rộng, cũng phấn đấu để sống cuộc sống cái đẹp. Trong khi phá vỡ những tư tưởng của Platon nhiều mặt, vẫn duy trì mối quan hệ cái đẹp và đạo đức. Vẻ đẹp đạo đức là gì? Các đạo đức cảm xúc của độ cao đã được mô tả lần đầu tiên bởi Jonathan Haidt 2000, khi ông là một giáo sư tâm lý học Đại học Virginia. Vẻ đẹp đạo đức là điều kiện khơi gợi để khơi dậy sự thăng hoa, và nó khiến bạn mong muốn trở thành một người tốt hơn và hành động vì xã hội vị tha. Cái đẹp thẩm mỹ là gì? Vẻ đẹp là thứ mà chúng ta cảm nhận đáp và đáp ứng. Lĩnh vực triết học được gọi là thẩm mỹ học, được dành cho việc nghiên cứu và lý thuyết về trải nghiệm này của cái đẹp. Trong lĩnh vực tâm lý học, mỹ học được nghiên cứu trong mối quan hệ với sinh lý và tâm lý của tri giác. Vẻ đẹp có phải là một mục tiêu không? Vẻ đẹp là khách quan, nó không phải là kinh nghiệm của người quan sát. Quan niệm của Plato về tính khách quan là không điển hình. Thế giới của hình thức là lý tưởng hơn là vật chất. Hình thức và vẻ đẹp là những ý tưởng phi vật chất đối với Plato. Tuy nhiên, vẻ đẹp là khách quan ở chỗ nó không phải là một đặc điểm của kinh nghiệm của người quan sát. Thẩm mỹ có phải là làm đẹp không? Mỹ học cũng đánh vần là thẩm mỹ mỹ học. Triết học nghiên cứu về vẻ đẹp và hương vị. Nó liên quan mật thiết đến triết lý nghệ thuật, liên quan đến bản chất của nghệ thuật,
và các khái niệm mà các tác phẩm nghệ thuật riêng lẻ được giải thích và đánh giá. Các triết gia nói gì về cái đẹp? Bản chất của cái đẹp là một trong những chủ đề lâu dài và gây tranh cãi nhất trong triết học phương Tây. Với bản chất của nghệ thuật là một trong hai vấn đề cơ bản của mỹ học triết học. Vẻ đẹp theo truyền thống được coi là một trong những giá trị tối thượng với lòng tốt, sự thật và công lý. Tại sao người đẹp lại chủ quan? Vẻ đẹp vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan. Điều chủ quan là không phải ai cũng thấy những thứ giống như nhau, hấp dẫn, và mọi người có những quan điểm và sở thích khác nhau về những cái đẹp. Vẻ đẹp cũng khách quan ở chỗ một số người chỉ đơn giản là đẹp hơn những người khác. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.